Thôi, mình chào tất cả các bạn nha. Đó thì cũng có khá nhiều bạn kêu mình là mua cá két panda các bạn về nuôi các bạn. Đó thì mình đến hôm nay thì mình mới tìm được một cái tiệm bán cá cảnh các bạn. Bán cá két panda nè, nhưng mà không có cá to các bạn ơi. Chỉ có size chung thôi. Đó thì mình mua, mình nói người ta bắt cho mình một cặp nè. Đó, thì mình mới đem nó về. Đó thì cái nguyên tắc mà cá mà mình mới mua về thì mình phải ngâm nó trong cái nguyên bịch này đó các bạn. Đó mình để nguyên bịch luôn, mình ngâm trong cái hồ nước, cái hồ cá mà mình chuẩn bị sẵn các bạn, để cho nó đừng có bị sốc sốc nhiệt các bạn. Đó, với lại đừng có lạ cái nước nước mới á. Đó thì cái hồ nước này mình cũng đã chuẩn bị cũng cách đây cũng tuần lễ rồi. Đó thì dự định mình cũng đã đi đã mua, nhưng là đến năm nay mình mới tìm được một cái tiệm cá cảnh bán cá két panda. Đó bạn thấy không, con cá két panda này thì nhìn rất là dễ thương nữa bạn. Đó bạn thấy cái miệng đó không? Đó hấp hấp à, giống cái miệng con chim không? Các bạn thấy không? Đó khá là dễ thương luôn hả bạn ha. Đó thì do nó còn sẽ chung á, thì cái chỗ bán cá này người ta cũng không biết là phân biệt được cái người ta bắt đại cho mình các bạn. Đó mình cũng lần đầu tiên mà mình nuôi cái két panda này thì mình cũng chưa biết phân biệt được các bạn. Đó thì mình cứ nói người ta bắt đỡ cho đại mình một cặp thì người ta lựa, người ta nói hên xui. Đó thì mình đem về mình nuôi đó bạn. Đó để cho nó lớn mình chút xíu nữa còn mình biết phân biệt được đực cái chưa. Còn nếu mà mình mua lộn hai con cái hoặc là hai con đực á thì mình sẽ tìm những cái con cuộc khác khác mình đem về mình nuôi hai cho nó sinh sản nha các bạn. Đó đây thì hai con cá két panda thì mình mới mua về nè. Đó này mình ngâm ra trong cái hồ cá luôn. Đó thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nhà ha. Đó thì chút xíu nữa khoảng một tiếng đồng hồ sau mình lên mình thả ra thì mình quay tiếp cho các bạn xem nữa nha. Đó chứ bây giờ mình đang ngâm ở trong cái hồ nè. Đó để cho anh đừng có sốc nhiệt sốc nước nha các bạn. Đó thì bây giờ mình đi xuống dưới nhà ha, rồi chút xíu nữa mình lên mình thả cá ra mình quay tiếp cho các bạn xem nữa nha. Rồi các bạn ơi, thì nãy giờ cũng được một tiếng đồng hồ rồi. Đó thì mình mới lên mình thả ra nè các bạn. Đó đây là hai con cá cái kép panda nha các bạn. Đó khá dễ thương luôn hả các bạn ha. Đó con này ú nữa các bạn. Đó vì theo mình tìm hiểu nãy thì mình cũng đi xuống dưới nhà mình tìm hiểu các bạn, thì cái con cá đực á thì cái vây trên nó hơi dài xíu. Mình thấy hai con này thì hai cái vây trên nó đều ngắn hết các bạn. Thôi mình nghĩ chắc hai con này hai con cái quá. Đó thì thôi để bữa nào mình sẽ tìm ha, mình tìm mình mua tiếp mấy con nữa, hai con đực nữa các bạn. Đó thì cá này mình cũng mua cũng rẻ các bạn ơi. Hai con này mình mua là một con là 15k nha các bạn. Đó hai con này mình mua là 30k một cặp nữa các bạn. Đó nhưng mà người bán người ta cũng không biết phân biệt được đực cái các bạn. Đó thì mình cứ nuôi đi, nuôi thử thời gian thôi ha, hai con này nó phát triển như thế nào. Đó thì nếu mà hai con này hai con cái thì mình sẽ mua tiếp hai con đực khác nha các bạn. Đó mình thấy hai cái giống cá két panda này thì khá là dễ thương nữa bạn. Có cái mỏ của nó bạn thấy không? Đó, y như là cái con chim nữa bạn. Đó, chúc chím các bạn. Khá là dễ thương luôn. Đó, đây thì bạn nào có kinh nghiệm nhiều về cái con cá két panda này thì chia sẻ cho mình nha. Đó này là lần đầu tiên mình nuôi cá két panda nha bạn. Đó, nó vô túi con kia mình khó lấy nét quá các bạn. Đó, để mình luôn cái máy ra chứ. Chạy đây. Cá này khá là nhanh nhẹn luôn nè các bạn. Đó đây các bạn. Đó, 15.000 một con nha các bạn, mình thấy cũng khá là rẻ. Đó thì các bạn kêu mình mua cũng lâu rồi. Đó do mình không có tìm được cái chỗ bán cá cảnh mà bán cá két nữa các bạn. Thì do hôm nay mình đi rước con mình đi học á, mình thấy có một cái chỗ bán cá cảnh gần nhà mà gần trường học con mình á. Đó mình vô mình mua mình thấy có bán. À với lại mà mình thấy cá két panda này các bạn, khi mà nó bắt cặp nó đẻ các bạn thì nó cần một cái với một cái hang các bạn. Cái chén hay là cái chậu gì để trong đó các bạn. Đó thì mình sẽ khi nào mà nó lớn lớn xíu đi, tại cá này khá là sai này, sai cũng chưa xưa phải là sai trưởng thành các bạn. Đó khi nào mà nó bắt cặp hoặc là mình mua được con trống khác, đó thì mình sẽ cho nó vô mấy cái chén đó các bạn. Đó nó làm tổ để nó đẻ các bạn, đẻ trứng các bạn. Đó con này các bạn thấy cái bụng nó ú kìa chưa. Đó à, nó bơi gần cái này nè các bạn, khá dễ thương nè các bạn. Đó các bạn, cá này thì nó có đặc tính là nó bảo vệ con nó dữ lắm nha các bạn. Đó, khi mà nó bắt cặp á đẻ trứng được các bạn thì nó bảo vệ con nó dữ lắm nha các bạn. Con nào tới gần thì nó cắn nha các bạn. Đó thì mình hồi nãy giờ mình cũng đi xuống dưới nhà mình tìm hiểu, mình lên YouTube rồi mình coi các bạn. Đó thấy người ta nuôi cái con cá két panda này cũng nhiều lắm các bạn. Đó nên mình tìm hiểu để học hỏi đỡ bạn. Đó thì bạn nào có kinh nghiệm nhiều thì cứ chia sẻ thêm cho mình nha bạn. Đó mình thấy cái con này cái vây trên này thì nó hơi dài dài xíu nữa bạn. Đó, mình hy vọng là con này cũng được. Đó nhưng mà
thì mình thấy là hai con này thì còn khá là nhỏ nha. Size này size chung nha các bạn, đó, chưa phải size trưởng thành của cái dòng cá két Manta nha các bạn. Đó thì mãi giờ mình quay có nhiều chỗ mình không lấy nét được, các bạn thông cảm mình nha, tại vì hai con cá này cũng nhỏ nên mình nó nhiều khi nó bơi lúc trong cái hồ sâu ở trong á thì mình không có lấy nét được nha các bạn. Đó cá này nó cũng hay hóp sổi được các bạn, dọn này dọn kia, nó làm chỗ này chỗ kia nó trú được các bạn, đó cũng thú vị lắm các bạn. Nãy giờ mình thấy hai con này nó cũng đi vòng 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 nè, nó hóp sổi được các bạn. Đó thấy hai con này cũng sống cũng hòa đồng hả bạn ha, cũng cũng đang hòa đồng và đi bơi chung với nhau nè. Đó mình hy vọng nó không đánh nhau. Đó mình sợ là hai con cái với nhau thì nó cũng hay đánh nhau, hoặc là hai con đực. Đó nhưng mà mình thích mãi mình thích là mua một cặp hơn, tại cái người bán người ta nói người ta cũng chưa biết phân biệt được các bạn, ta mới lấy về luôn. Đó con này mình nghĩ là con cái đúng luôn nè bạn. Đó con cái nè, có màu cũng nhạt. Nó máy bay đang bay nhà mình, bay ngang nhà mình xin ngưng máy xíu nha các bạn. Đó con này nè các bạn, đó mình nghĩ là con cái đúng luôn nè bạn, cái màu nó hơi nhạt. Đó còn cái con kia thì nó màu đậm chút xíu. Đây nè con này nè các bạn, đó đây nè các bạn. Đó bạn thấy không, cái màu nó thì đậm lên chút xíu nè các bạn thấy không. Đó còn các bạn thấy cái vây nó thì cũng hơi dài xíu nè các bạn thấy không. Đó nhưng mà nó không có dài mấy, tại vì mình thấy cái con cá đực ở trên YouTube người ta quay các bạn thì cái vây trên nó dài qua tới cái đuôi luôn các bạn. Đó chứ không phải nó ngắn vậy các bạn. Đó thì hai con cá két này tại mình cứ tạm thời mình cứ nuôi vậy đi ha. Đó để mình tìm hiểu thêm và phân biệt được cái gì đó. Máy mình mất nét mực cầm các bạn. Đó thì mình phân biệt được cái rồi đó thì mình sẽ tìm thêm một cặp khác nữa ha các bạn ha. Đó chứ hiện tại thì hai con này cũng còn nhỏ ha, size chung thôi, chưa có lớn gì mấy. Đó con này cái bụng cho nó to rồi các bạn. Mà nãy giờ nó ăn hết con lăng quăng nữa các bạn. Cái hồ này mình chuẩn bị trước khi mình nuôi là một tuần các bạn. Đó thì lăng quăng nó đẻ mấy các bạn. Đó nãy mình thả vô thì mình thấy có lăng quăng nhiều lắm, bây giờ hai con nó tém sạch hết rồi các bạn. Đó không còn con lăng quăng rồi luôn các bạn. Ăn ghê gớm đi các bạn. Đó với lại mà mình tìm hiểu á thì cá két Manta này nó rất là trâu nha các bạn, rất là khỏe luôn, dễ nuôi luôn các bạn. Đó rất là dễ nuôi luôn á. Còn cá đực lại đây nè. Đó thì mình tìm hiểu nãy giờ cũng cả tiếng dưới nhà rồi thì mình mới lên đây mình thả nó ra nè các bạn. Đó tìm hiểu nãy giờ cũng hơi kỹ xíu. Đó thì người ta nói là con cá két này nó rất là khỏe. Đó mà mình thấy cái đặc tính của nó là chăm con kỹ lắm các bạn, bảo vệ con rồi bảo vệ tổ đó các bạn. Đó thấy hay lắm các bạn. Đó nên mình quyết tâm mình cho nó sinh sản thử coi ha, để mình tìm một cặp trống nữa, thêm hai con trống nữa. Cái hai này mình thấy giống con mái quá. Đó mà thấy không, khá dễ thương luôn hả bạn ha. Đó con mỏ các bạn thấy cái miệng đó không, đó giống con chim đó các bạn ha, bởi vì kêu cá két các bạn. Đó này là cá két Manta nha các bạn. Đó các bạn thấy không, quá đã luôn ha. Thấy mình vô tiệm cá cảnh mình hỏi, mình tưởng đâu là con này cũng khoảng 30-40 ngàn một con. Nó nhà đó người ta nói là có 15 ngàn con thôi, hai con 30k. Đó thì mình sẵn mình mua trùng chỉ á, đó mình hốt luôn hai em về. Đó rất tiếc là mình không có biết phân biệt được cái, hồi nãy mình mua mình cũng không biết, chưa biết phân biệt được cái nữa bạn. Đó rồi gặp người bán người ta cũng không biết nữa, đó, người ta chỉ bắt đại cho mình thôi. Đó nãy mà mình biết cái vây trên nó mà dài là con đực thì mình ở đó mình lựa rồi. Đó do mình cũng chưa có kinh nghiệm ha, các bạn kêu mình mua thì mình cũng đi tìm mình mua, nhưng mà mấy hôm giờ mình tìm không có, thì đến nay mình vô tình mình đi mua trùng chỉ đó, mình mới tìm thấy một cái tiệm cá cảnh gần trường học con mình á. Đó mình vô mình họ thấy có bán cái mình hỏi mình mua. Đó gặp người bán người ta cũng không biết phân biệt được cái nữa. Họ bạn thấy nó giòn, nó đang rỉa rỉa đó bạn ha. Đó nó hớp cái sỏi, cái phùng ra, hớp cái sỏi phùng ra cái gì, nó xây cái tổ cái gì vậy. Đó thôi để hôm nào mình lấy một cái chậu cây nhỏ nhỏ mình bỏ vô mình làm cái tổ cho nó bạn, tại vì mình thấy người ta nuôi á người ta cũng bỏ vô như vậy các bạn, để cho nó đẻ trứng ở trong đó đó các bạn. Cái máy mình sao lúc quay con cá này khó bạn, mất nét hoài. Đó đây cái con này thì khá lợt nè bạn. Đó còn trong thì màu nó đậm hơn. Đó con đó các bạn, mình hy vọng con đó con đực đi ha. Đó hai con này cũng mau thích nghi với cái hồ ghê các bạn. Đó mình mới thả vào mà nó đã thích nghi rồi nè các bạn.
Đó, thích nghi nó bơi nó lội nè bạn. Đó, con này các bạn thấy màu sắc sặc sỡ ghê lên chưa các bạn? Đây nè, máy mình nó mất nét và các bạn thông cảm nha, tại cá nó bơi qua bơi lại mình không có lấy nét được bạn. Nó con này thì màu đậm hơn nè, đó, còn cái con này thì con kia thì cái màu nó nhạt. Đó thì hôm nay mình có thêm pet mới ha các bạn ha, thú cưng mới, ví dụ cái bộ sưu tập pet cưng ở nhà mình ha bạn ha. Đó, hai con cá két panda. Đó thì cái két panda này các bạn kêu mình nuôi mua cũng lâu rồi, nó do mình tìm chưa được chứ đây mình chưa có hồ kính các bạn. Đó thì sẵn nay mình có hồ kính mình set up được từng rồi nè. Đó, nhưng mà chưa có hang chưa có hang để cho nó đẻ bạn, kêu cái tổ rồi bạn. Đó thì mình cứ để đi cho nó lớn lớn xíu nữa đi bạn, cá này chưa sinh sản đâu, cá này còn nhỏ bạn, cá tơ mà nó sai này sẽ chung thôi. Đó khi nào nó gần sinh sản rồi nó mình sẽ bỏ vô một cái tổ để cho nó đẻ ha bạn ha. Đó cái chuồng này mình set up cũng đơn giản thôi nè, đó có mấy cái sỏi suối, đó, sỏi suối mình nuôi tôm kiển đó, nó sẵn mình lấy qua đây một ít đó, với mấy cái đá nham thạch gì nè. Đó nước thì khá là trong, nước mình chuẩn bị cả tuần rồi. Đó nó bơi trống à. Đó, còn con này ra đây nè, khó lấy nét mấy con này. Ơi rồi mình xin lỗi các bạn nha, để mình chỉnh lại cái nha, con cái máy của mình tự nhiên nó bị chóa rồi, cái mình xin lỗi các bạn nha. Đó bạn thông cảm mình tại vì mình quay bằng cái điện thoại cũng cụ bắp quá. Đó bơi đây nè. Đó thì thôi cái video hôm nay ha là mình mới vừa mua về ha, hai con cá két panda ha, cũng có nhiều bạn kêu mình mua về nuôi. Đó thì đến năm nay mình mới mua được một cặp cá két panda về mình nuôi cho các bạn, để sau này cho mình nuôi thử coi ha, nó lớn lên thì nó phân biệt được được cái gì đó ha, nó có trống cái mái gì đó thì mình sẽ tìm tiếp nữa cái một cặp nữa các bạn. Đó thì mình nghĩ chắc hai con này hai con mái rồi, tại nãy giờ mình cũng tìm hiểu trên YouTube với trên mạng rồi. Đó thì mình do người bán người ta cũng không biết phân biệt, người ta bán đại cho mình. Đó thì mình chắc mình mua nhầm hai con mái rồi, để hôm nào mình mua thêm hai con đực nữa ha, để mình nuôi cho nó sinh sản. Đó thì thôi bây giờ mình cá này mình cũng mới thả vô thôi, mình cũng không có để cho nó tự tự nhiên nó làm quen với cái hồ hồ mới, cái nhà mới đi ha bạn ha. Đó thì để sau này thì mình sẽ cập nhật cho bạn xem sao ha. Đó đây cặp cá két panda của mình mua là 30k nha các bạn. Đó thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha, mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho một like nha, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.